Thì bảo anh như nào ấy thì anh biết. Muốn nhận được về. Thôi anh ạ. Bây giờ bọn em đi đâu còn nhau bây giờ. Nhưng mà mày thương em. Mày lấy vợ mày ở cùng nó à? Bọn em cũng lấy người hứa xe với nhau rồi. Đi không? Đứng sau đây nói với anh ấy đi. Ví dụ mà lên đấy sắp xếp việc như thế nào đấy. Mày lên đấy mày có ngoan không? Không có, em bây giờ làm hại. Hứa mày cũng nào hứa phải làm được. Sao anh bảo lên hả? Anh bảo lên hả? Em anh em chở anh qua lên trên này rồi. Anh ơi. Anh. Đó. Em xe rồi. Ừ, mấy giờ xe đến? Xe đang đến. Thì ông bảo là thấy người các thứ là em đi còn hai người thôi. Ông bảo là mày cần chỗ. Ông bảo. Bây giờ mày cần nương nhấn gì không? Ôi. Nếu mày về nghe lời bố mẹ vào. Nó cứ chỗ được. Rồi. Mong mày về trên nhà mày đi cho anh hả anh? Mong mày tạo công việc làm về bố mẹ mày thôi. Chứ còn anh thì rất là... Anh cũng đi ngủ anh. Thành anh bài bạc ô tô trước rồi anh thôi rồi. Chúng bảo con anh, mày, bọn mày đánh anh ý, bọn mày cướp xe anh ý, bây giờ anh tha cho rồi. Đấy. Chiều qua tao nói chuyện thằng kia rồi. Tao là thôi hạnh tha cho nó. Nhưng đâu bây giờ có gì hai thằng chúng mày ấy, mỗi thằng về một nơi mà làm mà kiếm tiền, chúng mày lúc nào có tiền thì lại gặp nhau. Đúng chưa? Đấy là bỏ suy nghĩ là mình không làm thân thiện mình không cắt mình sao mình sinh dài vai rộng em hiểu chưa? Mình là mình kiếm công việc làm mình kiếm đồng tiền sạch sẽ. Người ta sinh ra công an để bắt những thằng như bọn mày. Nhưng may chúng mày gặp người tốt, được chưa? Hôm đấy anh cũng xem được bức ảnh của mày trong kia thì chắc bây giờ thằng này mày như là con chịu khó vậy. Nó về nhà đi cho anh cho nó về nhà xin được bố mẹ đi. Hay là tao cho mày đây gặp ở với thằng kia nhá. Nhá. Vâng. Vâng không. Hả? Tao ngủ nhà tao chứ lên gì. Cho anh bảo thôi bây giờ. Bây giờ anh đi cho sau thì anh cho này nó lên đấy. Mẹ luôn về đấy. Mất công cái tìm lên đấy. Tao về tao còn phải sắp việc. Mày bị điên à? Thằng này ấy à? Tôi xin bảo anh hẹn cho anh đây à? Vâng. Đi lên làm gì? Giờ em ở đây không có công an làm gì anh. Bây giờ mày lên đấy thì bọn tao sắp được việc cho mày gì luôn đâu. Hả? Không luôn được, lên đấy thì là đi đâu được hay là gì đấy. Đợi anh sắp việc vài ngày anh được, sao đâu. Bảo anh Hằng về tôi, bảo anh hai em rồi, anh Hằng xem nào không? Ý là lên đấy bây giờ là không có việc luôn này đúng không? Đúng rồi. Thế hai chúng mày đi ở đâu? Cho đi ở đâu? Cho đi ở đâu? Cho đi ở đâu? Mày tính ở đâu chưa? Về ở đâu, bọn em ở đâu thì gặp đây là ở đâu thì chúng mày đấy ở đâu được đây là chúng mày đi ra luôn rồi. Chúng mày phải có xác định phải ra đấy làm cái gì thì mới đi chứ bây giờ chúng mày cứ đi ra đấy là đi chơi à? Mày nhà mày bố mẹ mày đã chưa chấp nhận mày rồi. Đây là mày sao mày bảo bánh là đây? Mày sống chất có nhau thì bảo với anh như nào ấy thì anh biết. Muốn nhận được về. Thôi anh ạ. Bây giờ bọn em đi đâu còn nhau bây giờ. Nhưng bằng mày thương em. Mày sao mày lấy vợ mày ở cùng nó à? Bọn em cũng lấy người hứa xe với nhau rồi. Đi không? Điệp đứng sau đây nói với anh ấy đi. Ví dụ mà lên đấy sắp xếp việc như thế nào đấy. Mày lên đấy mày có ngoan không? Không có, em bây giờ làm hại ấy. Hứa mày cũng nào hứa phải làm được. Em làm hại. Giờ đi đến sau. Căn cước mày cắm ở Bắc Ninh hay ở Ninh Bình? Có nhà bằng đó để mày cắm nhỉ? Vâng. Tao đưa mày đến đấy nha. Vâng. Mày tao lấy căn cước các thứ để tao xác minh cho mày ở đâu, mày làm gì tao còn biết. Ví dụ lên đấy mày làm hại ai thì tao còn có giấy tờ mày chứ bây giờ tao là người bảo lãnh cho mày, gần như là bảo lãnh cho mày rồi. Chứ sao mày lên đấy mà mày gây hại ai thì tội tao chứ tội ai. Vâng. 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 Bằng xe này đi đâu? Cháu có xe rồi. Biết đầu nhận xong thì thanh toán xong. Thôi. Đi lưới chị ạ. Xe này toàn, nó chặn, nó chạy cấp tốc. Bằng lại con kia hết, không lên lên gặp đâu hết. Thôi. Biết rồi. Vâng, vâng. Đấy. Nên là phải ngoan nhá. Vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng.
bây giờ đi anh em cứ xe này đi. Cảm ơn anh.